chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lu Live Vlog. Và hôm nay là Lu đang đi siêu thị ha, siêu thị để mua một số đồ trái cây đồ gì đó, chua để đi kiếm đồ ha các bạn. Cái bịch lựa chanh nè các bạn. Chanh mình chị mà chị thích chanh. Cái này là chanh không hạt. Chanh không hạt là 24.500 đồng. Bí đỏ đỏ. Cái này là bí với mỹ mà chị. Còn cà chua không chị? Cà chua. Mua cà chua cho má mi. Mua gì nữa ta? Bánh mì. Rồi đi xung quanh mua xem có gì nữa không ha. Kiwi 92.000. Cân hết các bạn, cân xong rồi mới nha. Rồi đi qua coi đây trái cây ở đây coi ngon không? Coi mùi. Wow. Cherry. Cherry Úc. Wow. 550.000 một ký. Gram là 166.000. Em đâu có thấy cái đấy gì quá không?
Rồi cho các bạn xem chỗ này nè. Đây là cái đầu tươi sống mà người ta làm sẵn á. Làm sẵn về chỉ có việc nấu thôi ha. Hào nè. Wow. Hơi bị hôi. Rồi ok thì đây các bạn, cái ly Hàn Quốc mà bữa mình nói nè, cái ly Hàn Quốc, ly Hàn Quốc là 118.000 đồng một ký. Trời ơi cái này bao nhiêu ký rồi, ba trái này chắc ba trái. Nắng lắm các bạn. Đây có ở ngoài rồi nè. Đây là quốc. Đây còn đây là cái quầy trái cây này bạn. À, quầy trái cây rất là nhiều nè. Phía bên đây là có sầu riêng nè, đu rinh. Và bên đây thì nó chỉ có chuối rồi dưa hấu. Watermelon. Có phải mua chuối quá. Mình lại lựa cam sành. Cam sành loại 1, loại 2. Loại 2 là 22.000. Loại 1 là mấy ngàn đó. Ok. Mình sẽ lựa cái nào mà nó bóp cho nó nhiều nhị, như nó mềm, nó mọng nước, mình sẽ lấy cái đó nha các bạn. À. Đây. Đó. Đó, cái nào mà nó hay ấy, để mua. Rất là mềm á. Ok. Thêm một cái nữa rồi là rồi mới cưng xong một đống này. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây mình soi xem nha các bạn. Đây lê Hàn Quốc nè các bạn, mà cái này chúng ta để tôi cưng đó, không có giá đâu. Rồi qua đây là những cái quầy mà đồ ăn nè. Đó cái quầy đồ ăn sẵn. Thịt gà, chả cá. Đây những cái mắm nè. Wow. Fish. Good day make maybe many so for keep long time can eat. This is different one. Yeah, and this is different one too. New Year usually eat this one. Okay, only have a look. Not buy today.
Yodel. Very delicious. So I mua cái này hết rồi. Buy this one for come back home. And this one different. Yeah, so maybe I got 3. And và qua đây mình mua dâu nha các bạn. Yes. Place and I think natural yogurt. Cái này là loại rất là cơ bản, rất là tự nhiên nè. Mình sẽ lấy cái này ăn. Natural to maybe this one more. Yeah. Ok, và mình sẽ lấy thêm cái này ha, cái hot to meal với lại là Yakult. So very delicious one. Ok, và bây giờ sẽ đi mua bánh mì bread. Buy bread and he feel the smell. Bánh mì sandwich cho mommy. Buy this one for mom. Gói đậu đỏ. Cái này là sandwich đen. Black sandwich. Black sandwich. And this one. Maybe buy this one. No sugar. This one same. Maybe buy this one too for mom. Maybe two. But very expensive. Buy two this one. Có lẽ là mình sẽ mua thêm cái này để mình ăn bánh mì đó các bạn. Nhưng mà sao ấy cũng mắc quá ta. $51,800 ăn với cái này rất ngon. Mày phải thôi đi ấy à. Ăn cái gì ta? Thôi. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái quầy bán kem đó các bạn. Bán kem ha. Irene buy for my sister. Cái này là bia. Oh.
coconut ice cream. Mình sẽ đi lên thang máy và sẽ nghĩ mua một vài thứ nữa ha, như là những cái như là kem chống nắng nè, sunny cream for my face, another thing more. Đây là mua kem chống nắng với lại một vài thứ nữa ha các bạn. Thì mình lên đây mình xem nhé. Đây tới chỗ bán mấy cái đồ như thế này các bạn. Đây quà hồi khúc xin lấy. Nhưng mà cái này là 82.000, hồi bữa mình nhớ là bán có 60 mấy nghìn thôi, bây giờ nó nâng giá lên tiếp rồi đó, tại hồi bữa là đang là giảm giá nên là giúp kem chống nắng ngăn ngừa lão hóa, tặng một chai sữa dưỡng thể chống nắng cũng hơi mát đó các bạn. Sao mình thấy cái này mắc quá ta? Cái này nè. Cái này ở nhà mình có nhưng mình không có xài cái này. Cái này nó cái nước 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 á. Nói chung là mình xài mình không có thích bằng. Không thích bằng cái này. Nivea For men. Qua cái quầy mỹ phẩm xem nè các bạn, thì cái này là mình cũng mua cái dưỡng môi á, tại vì cái môi nó hơi khô nè. Lip eye water lip, nó để là dưỡng ẩm tối ưu á, nhưng mà không biết là thế nào ha. Đây các bạn thấy không, đó lip eye lip. Và đây các bạn, đây là chỗ bán quần áo, clothes and shampoo. Cái này đang kiếm cái này mua nè các bạn. This one for take a shower chill. Very smell so good. And also I love this one more. Nhưng mà cái này nó không có giảm giá các bạn. Cái này nó đang khuyến mãi này, nhưng mà cái mùi màu đỏ thì mình không có thích lắm các bạn. Mùi táo mùi gì đó. Mình thích cái mùi màu xanh hơn, nhưng mà thôi tại cái này nó khuyến mãi thì mua luôn. Không biết đủ tiền trả không đây nè. Ok, và bây giờ mình đi xuống ở phía dưới để mình mua noodle, fast noodle, mua mì gói, mì ly để mà ăn chống đói các bạn, rồi kẹo, rồi bánh, candy, and fish snack, here snack, oh la la, snack.
maybe buy one or two for baby. Ok, và bây giờ mình đi kiếm mấy cái đây, kẹo xương gom. Xương gom chắc là lấy một bịch thôi, lấy một cái hũ nhỏ thôi các bạn, không có lấy hũ bự luôn. Rồi, xương gom. Chắc là mấy cái này được. Ok, và bây giờ là tới cái chỗ bán hâm mua cái chỗ quầy mì gói nha các bạn. Dưới đường. Ok, I got two. Ok các bạn, và bây giờ mình tính tiền và đi về đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.